Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Justin đây. Chào mừng các bạn đã đến với series video học JavaScript thông qua những ví dụ. Trong video lần này mình cũng nói về chủ đề là khai báo biến, sử dụng var, let và const, và những cái cách xài, khi nào nên xài var, khi nào nên xài let và khi nào nên xài const để mình xài cho phù hợp. Thì trước khi mình bắt đầu thì mình mở Visual Studio Code, thì mình sẽ xài chính cái Visual Studio Code này trong những ví dụ của mình như là một cái editor chính. Nếu bạn chưa có cái VStudio Code đó, thì có thể tải bằng cái link mình để trong cái description nha các bạn. Thì như các bạn biết, từ ES5 trở về trước thì để khai báo biến thì mình có cách khai báo như sau: sử dụng var và sử dụng tên biến, dấu bằng và cái giá trị của nó. Tương tự như vậy, các bạn hãy gắn bất cứ một cái giá trị nào cho cái biến mà bạn muốn, từ kiểu string, từ kiểu số, từ kiểu double, từ kiểu bất cứ kiểu nào mà các bạn muốn các bạn. Thì với cái kiểu string á, thì các bạn có thể có dấu nháy đơn và dấu nháy đôi đều được hết nha các bạn. Thì hãy tìm hiểu là cái var này là nó như thế nào nha các bạn. Nếu thật sự các bạn có một cái block như thế này, một cái block if, nếu mà kiểm tra y bằng 10 các bạn, thì mình sẽ làm một cái việc là mình khai báo thêm cái y bằng 15 ở đây, ví dụ như vậy, 16, 15 ở đây. Thì sau đó các bạn in ra chẳng hạn như vậy. Các bạn in cái in này ra thì ở đây có giá trị bao nhiêu các bạn? Ở đây sẽ có giá trị 15 các bạn. Tại vì bạn đã khai báo một cái biến y đây, bạn gán nó bằng 15. Nhưng mà thực sự nếu như các bạn ra khỏi cái block này các bạn in cái y này thì nó giá trị bao nhiêu các bạn? Vẫn là 15 nha các bạn. Điều đó mình muốn nói một điều là gì? Cái var này á, nó có cái scope của nó là global hoặc là function scope, có nghĩa là trong một cái ngữ cảnh ở đấy các bạn khai báo là cái var như thế này thì nó sẽ được đẩy lên trên cùng của cái file JavaScript của bạn, nằm là global variable hoặc là trong function scope. Thì điều ngược lại, nếu mà mình nói từ ES6 trở về sau, có nghĩa là ES6, ES7, ES8 cho đến 2021, hiện tại thì nó gọi là ES2021, thì ES6 trở về sau thì có thêm cái khai báo biến kiểu let như thế này các bạn. Khai báo kiểu let như thế này thì thật ra mà nói let nó sẽ nhằm thay thế cái var cũng khai báo biến các bạn, nhưng mà sự khác biệt của nó là không phải là function scope, cũng không phải là global scope, mà là block scope. Có nghĩa là gì các bạn? Nếu các bạn có một block như này thì nó chỉ là cái scope của cái biến các bạn khai báo, nó sẽ nằm ở trong cái block này mà thôi. Ví dụ trong trường hợp này mình có gán lại nó là cái y, mình có khai báo lại cái y này bằng 15 và mình in ở đây thì nó sẽ là số giá trị 15. Nhưng mà nếu mà mình ra khỏi cái block này rồi á, thì cái biến y ở trong này á, nó đã mất rồi, nó không còn nữa các bạn. Ra ngoài này nó là một cái block khác rồi, nó là cái y khác các bạn. Thì giá trị này là giá trị bao nhiêu các bạn? Là giá trị 10 nha các bạn. Đó là cái sự khác biệt chính giữa let và var. Một cái là global scope, functional scope, một cái là block scope nha các bạn. Thì từ ES6 trở về sau á, cũng có một cái khai báo nữa là cái const như thế này. Thì cái const này á, nó là hằng số các bạn. Nó giống y chang như cái let vậy các bạn. Thì nó là vẫn là scope của cái block, nhưng mà nó là không đổi được các bạn. Trong giờ nếu các bạn có cố tình các bạn khai báo lại hoặc là đổi giá trị như này các bạn, thì nó sẽ báo lỗi. Mình không thể nào mình gán cái giá trị mới cho nó được, tại vì nó là hằng số các bạn. Thì ở đây mình sẽ bị báo lỗi ngay sổ dòng số 4 này các bạn, và không thể nào chạy được cái file JavaScript này, bởi vì cái y này là khai báo là constant. Thì video lần này là hết rồi. Nếu bạn thích cái video này thì hãy bấm like và hãy chia sẻ, và hy vọng các bạn sẽ theo dõi tiếp theo trong những video tiếp theo của series học JavaScript thông qua những ví dụ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.